là không mà chăn mà chăn là phải chứ mà phơi tới mà phơi mùi mộc là hột đồ mộc ớt ai đâm từ năm đã đàn tế để xa từ năm đã ទី 3 យើងត្រូវបរៀនគាត់ពី ở chương bình môn mò bình môn dương thờ và lại hốt thơ sập lại chi mình.